Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy Cuộc Đời. Những câu nói trí tuệ của người Do Thái giúp bạn khôn ngoan hơn. Người Do Thái là một sắc tộc tôn giáo và là một dân tộc có nguồn gốc từ người Israel, còn gọi là người Hebrew. Trong lịch sử vùng Cận Đông cổ đại, dân tộc Do Thái chỉ chiếm chưa đến 0,2% dân số thế giới, khoảng 14,2 triệu người. Nhưng họ lại có đóng góp tới 50% cho sự tiến bộ của loài người. Trí tuệ của người Do Thái từ lâu đã được đánh giá cao trên thế giới, và những giải thưởng Nobel họ đạt được đã chứng minh rõ nhất cho điều này. Trong suốt lịch sử, khoa học, nghệ thuật và tôn giáo đã được đại diện bởi những người Do Thái nổi tiếng như Jesus Christ, Albert Einstein, rồi rất nhiều người khác nữa. Có thể thấy, người Do Thái coi những nghịch cảnh, thử thách trong cuộc sống là điều hết sức hiển nhiên. Dù thế nào cũng hãy luôn hướng đến suy nghĩ và hành động tích cực. Không ai có thể đánh bại bạn ngoại trừ chính bạn. Dưới đây là những câu nói sâu sắc và thâm thúy nhất của người Do Thái, đúc kết về cuộc đời có thể giúp bạn sống khôn ngoan hơn. 1. Cười là loại mỹ phẩm rẻ nhất, vận động là loại y dược rẻ nhất, trao hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất. 2. Một người chỉ ra sai sót của bạn chưa chắc đã là kẻ thù của bạn. Một người luôn luôn ca ngợi bạn chưa hẳn đã là bạn của bạn. 3. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào năm 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ. 4. Đừng sợ chậm, chỉ sợ đứng yên. 5. Kinh nghiệm giống như một chiếc lược mà cuộc đời chỉ ban tặng sau khi chúng ta đã mất hết cả tóc. 6. Phần lớn người ta thất bại không phải do họ không có khả năng, mà vì ý chí không kiên định. 7. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chả ai than thở thiếu trí khôn cả. 8. Một khi bạn mắc sai lầm, điều tốt nhất bạn có thể làm là cười vào nó. 9. Đừng nói gì khi bạn đã học được cách im lặng. 10. Nếu không học tập, cho dù đi vạn dặm đường xa, thì mãi vẫn chỉ là người đưa thư mà thôi. 11. Nếu bạn bị vấp ngã, điều đó chưa chắc có nghĩa bạn đang đi sai đường. 12. Không có tình huống vô vọng, chỉ có giải pháp không chính xác. 13. Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật, nếu không thấy, hãy đánh bóng cho đến khi nó tỏa sáng. 14. Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó, hãy sợ rằng bạn không chịu tìm hiểu về nó. 15. Hầu như loài hoa có màu trắng đều rất thơm, hoa có màu sắc đẹp đẽ thường không thơm. Người cũng vậy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương thơm từ bên trong. 16. Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình không may mắn. 17. Ngủ trên gối êm không có nghĩa có giấc mơ đẹp. 18. Khi bồ câu kết bạn với quả, mặc dù cánh của nó vẫn còn màu trắng, nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen. 19. Bông lúa càng nhiều hạt, đầu nó càng rũ xuống, người giỏi thường hay khiêm tốn. 20. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được. 21. Một hành trình ngàn dặm khởi đầu từ bước đi đầu tiên. 22. Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn những người không có chân. 23. Hạnh phúc chỉ đến khi cánh cửa đã được mở. 24. Trên đời có 3 thứ không thể bị ai cướp mất. Đầu tiên là thức ăn đã vào trong dạ dày, hai là ước mơ đã ở trong lòng, ba là những kiến thức đã học ở trong đầu. 25. Một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười có giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt. 26. Khi còn trẻ, phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm. 27. Nếu bạn không thể xử lý những việc nhỏ, thì những việc lớn của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. 28. Một người đàn ông có thể chuyển núi bắt đầu từ việc mang đi những viên đá nhỏ. 29. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên chính là chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta. 30. Một giọt nước vẩn đục sẽ là một ly nước trong vẩn đục. Một ly nước vẩn đục không vì một lý do nước trong tồn tại mà nó trở thành trong. 32. Bạn bè thật sự thì không chỉ cùng nhau nói chuyện quên thời gian, mà ngay đến lúc không nói lời nào cũng không cảm thấy ngại ngùng. 33. Đất mềm làm ngựa khuỵu chân, lời nói ngọt dễ làm người khác té ngã. 34. Trứng có thể khôn hơn vịt, nhưng trứng sẽ bị ung rất nhanh. 35. Không có gì không giải quyết được, chỉ có giải pháp sai lầm. 36. Sự cám dỗ lớn nhất vào đêm hôm trước của ngày chiến thắng. 37. Luôn bảo vệ hòa bình và sự yên vui, đến thời điểm phù hợp sẽ nở hoa. 38. Nếu bạn nói với tôi điều gì đó, tôi sẽ tin bạn. Nếu bạn lặp lại nó, tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ những gì bạn nói. Khi bạn bắt đầu nhấn mạnh, tôi nhận ra bạn đang nói dối. 39. Không có ai không có những sai sót, nhưng nếu bạn cố gắng tìm kiếm tất cả các khuyết điểm của họ, bạn sẽ không còn muốn tiếp tục là bạn bè. 40. Quá khứ không bao giờ trở lại. 41. Một người mạnh mẽ có thể vượt qua trở ngại, còn một người khôn ngoan sẽ đi qua toàn bộ con đường. 42. Cái đích của cuộc sống là cái chết, nhưng càng về cuối càng tốt. 43. 100 năm để tạo ra có thể bị phá hủy trong 1 giờ. 44. Sông lớn chảy lặng lẽ, đàn ông khôn nói nhẹ nhàng. 45. Học từ ngày hôm qua, sống cho hôm nay, hy vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi. Bên cạnh những câu nói sâu sắc và thâm thúy đúc kết về cuộc đời, người Do Thái còn nổi tiếng bởi nhiều câu chuyện kinh doanh với bài học để đời. Câu chuyện thứ nhất: kẻ ăn mày duy nhất. Vào một ngày đẹp trời, một nhóm ăn mày đang nằm chơi, vừa phơi nắng vừa cầu cho bản thân. Có một người muốn trở thành đại gia, một người muốn lấy vợ đại gia, có một người lại cầu mình giỏi giang hơn. Trong đó có một người ăn mày là người Do Thái. Anh ta cũng ngước lên bầu trời cầu nguyện. Ê, một người hỏi anh ta, anh đang cầu gì thế? Tôi ước tôi là ăn mày duy nhất trong thành phố này. Bài học rút ra: trong thị trường kinh tế ngày nay, miễn là có thể nghĩ ra những ý tưởng mà những người khác không nghĩ đến, tìm ra những khoảng trống thị trường mà những người khác không tìm thấy, và tạo ra các khái niệm về độc đáo và duy nhất, thì bạn sẽ thành công. Lý do tại sao Do Thái có thể trở thành quốc gia giàu nhất thế giới là bởi vì họ có thể vượt qua những suy nghĩ thông thường và đi theo con đường khác biệt. Câu chuyện thứ hai: người doanh nhân trong tù. Có 3 người phải chịu án tù 3 năm vì lý do nào đó. Quản tù hứa với họ rằng mỗi người trong số họ có thể đưa ra một yêu cầu. Người quốc tịch Mỹ thích xì gà nên anh ta yêu cầu có 3 hộp xì gà. Người nước Pháp là người lãng mạn nhất nên anh ta yêu cầu có một phụ nữ xinh đẹp ở trong tù cùng anh ta. Người Do Thái nói rằng ông muốn một chiếc điện thoại có thể liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào. 3 năm trôi qua rất nhanh. Người Mỹ đầu tiên chạy ra khỏi nhà giam. Lỗ mũi và miệng của anh này nhét đầy những điếu xì gà, và anh ta đã hét lên: hãy cho tôi lửa, cho tôi lửa. Thì ra anh ta đã quên yêu cầu bật lửa. Người Pháp là người tiếp theo bước ra khỏi nhà giam. Chỉ nhìn thấy anh ta đang dắt theo một đứa bé. Một người phụ nữ năm nào cùng anh ta cũng đang bế một đứa bé khác, và trong bụng cô ta lại đang mang thai một đứa bé thứ 3. Người cuối cùng ra khỏi nhà giam là người Do Thái. Anh ta nắm chặt tay quản tù và nói: tôi đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong 3 năm qua. Kinh doanh của tôi không chỉ dừng lại mà còn tăng lên 300%. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi sẽ gửi tặng anh một chiếc xe. Bài học rút ra: lựa chọn quyết định số phận. Những thành tựu đạt được của các doanh nghiệp ngày nay được quyết định bởi sự lựa chọn trước đây của doanh nghiệp, và sự lựa chọn ngày nay của các doanh nghiệp sẽ quyết định sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp đó. Nếu như bạn thích video clip này, hãy nhấn nút like. Còn nếu bạn muốn chúng tôi làm thêm những video clip với những chủ đề thú vị khác, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới phần comment của video này nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.